Đạo diễn Trương Kỳ Trung bị chế nhạo khi cưới vợ kém 31 tuổi. Chia sẻ những khoảnh khắc bình dị hạnh phúc bên vợ con lên mạng, Trương Kỳ Trung nhận về nhiều ý kiến mỉa mai, cho rằng vợ trẻ lấy ông vì tiền. Đạo diễn quyền lực thẳng thừng đáp trả trước những bình luận công kích. Theo Sina, hôm ngày 12 tháng 3, Trương Kỳ Trung mới đây đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh ông cùng vợ con vui đùa trước ống kính. Bà xã kém 31 tuổi của nam đạo diễn nhí nhảnh thực hiện những động tác dễ thương trong khi ông Trương quay phim và âu yếm nhìn vợ. Bên dưới một bình luận, nhà làm phim 70 tuổi thừa nhận ông cảm thấy hạnh phúc trước những khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Tương tự những video khác được đạo diễn nổi tiếng này đăng lên mạng xã hội, clip mới thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ về tổ ấm hạnh phúc của Trương Kỳ Trung, không ít dân mạng đã để lại những lời chế giễu, mỉa mai về vợ chồng đạo diễn tài ba, thậm chí cho rằng Đỗ Tinh Lâm lấy ông vì tiền. Dưới bài đăng, nhiều tài khoản chế giễu mỉa mai khoảng cách tuổi tác của vợ chồng đạo diễn họ Trương. Đỗ Tinh Lâm chỉ lấy ông vì tiền thôi, nếu ông không giàu có thử hỏi cô ta có lấy ông không. Nhìn thật lố bịch, không xem nổi. Thật xin lỗi, tôi không tin giữa hai người họ tồn tại tình yêu chân chính, cư dân mạng bình luận. Trước những ý kiến tấn công bà xã, sao phim Dương Gia Tướng thẳng thừng đáp trả dân mạng. Bây giờ tôi đang gì lên mạng, các người cũng quy về chuyện tiền nong được hết phải không? Ông cũng bức xúc cho rằng nhiều người rảnh rỗi và đố kỵ nên mới soi mói cuộc sống của mình. Nhiều khán giả cũng lên tiếng minh vực Trương Kỳ Trung, cho rằng đám đông không có quyền bình phẩm về chuyện gia đình của nam đạo diễn và khuyên ông không nên bận tâm về những lời cay đắng. Các fan viết, tại sao có những kẻ luôn nói lời khó nghe và thích xen vào hạnh phúc của người khác thế nhỉ? Hâm mộ gia đình bác đừng bận tâm bình luận ác ý. Trước khi tái hôn với Trương Tinh Lâm, Trương Kỳ Trung từng là chồng của Phan Hinh Mạn. Sau khi ly hôn, cặp đôi liên tục tố cáo nhau trên báo chí truyền thông. Có tin tức Phan Hinh Mạn lăng loàn với con trai nuôi phản bội chồng. Ngược lại, Trương Kỳ Trung lại bị vợ khui chuyện trang hoa, giả tạo, ồn ào hôn nhân của hai người khiến khán giả chán ngán. Sau đó, ông âm thầm kết hôn với Đỗ Tinh Lâm vào tháng 3 năm 2017 và sinh con trai đầu lòng cùng năm. Mối quan hệ của cặp đôi lệch tuổi này mãi đến tháng 9 năm 2020 khi người đẹp họ Đỗ sinh con gái mới được công khai. Vợ trẻ kém đạo diễn họ Trương 31 tuổi và có con trai riêng từ mối quan hệ trước. Sau khi lập gia đình, người đẹp gác lại công việc để chăm sóc tổ ấm nhỏ. Cô được chồng khen là người ân cần, chu đáo và giỏi vun vén việc nhà. Cuộc hôn nhân của họ vấp phải nhiều lời đàm tiếu từ công chúng. Trương Kỳ Trung thậm chí bị mỉa mai trông như hai cha con khi đứng cạnh bà xã. Ảnh nhà làm phim nổi tiếng này chụp cùng các con cũng bị nhận xét trông như ông cháu. Tuy nhiên, nghệ sĩ Kỳ Cựu không mấy để tâm đến lời của người ngoài. Ông khẳng định mình và Đỗ Tinh Lâm là vợ chồng hợp pháp, không làm gì sai trái và đang sống rất hạnh phúc. Đỗ Tinh Lâm là nghiên cứu sinh tại Pháp, hiện tại cô tạm gác lại việc học để vun vén cho gia đình nhỏ. Vài năm trở lại đây, Trương Kỳ Trung không tích cực sản xuất phim ảnh như trước mà dành phần lớn thời gian ở bên vợ con, vui thú điển viên. Ông thường giúp bà xã chăm sóc con nhỏ, cùng nhau làm vườn, chăm sóc cây cối trong nhà. Ở tuổi thất thập, Trương Kỳ Trung rất quan tâm đến sức khỏe, nhờ lối sống lành mạnh, nhà sản xuất nổi tiếng này vẫn khỏe khoắn, minh mẫn và nhanh nhẹn. Trương Kỳ Trung sinh năm 1951. Ông là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất tài danh của điện ảnh Trung Quốc, đứng sau thành công của nhiều bộ phim nổi tiếng như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Đại Đường Du Hiệp Truyện. Đặc biệt, nhà làm phim 70 tuổi được mệnh danh là chùm phim kiếm hiệp khi bắt tay vào sản xuất nhiều tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung như Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2001, Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ năm 2003, Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006, Lộc Đỉnh Ký năm 2008, Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2009. Ông cũng đóng vai phụ trong nhiều bộ phim như Vương Nguyên Bá, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vương Trùng Dương trong Anh Hùng Xạ Điêu, Uông Kiếm Thông trong Thiên Long Bát Bộ, Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký bản 2011. Trương Kỳ Trung sở hữu khối tài sản 300 nhân dân tệ, hơn 46 triệu USD.